Xin chào anh chị, hôm nay anh em chế tạo máy điện gầy xanh để chuyển cái máy ép chụp chích mình để dắt nó cốt lá dứa về tỉnh Tiền Giang để sản xuất. Máy sau khi lắp ráp xong mình sẽ cho chạy test kiểm tra mẫu, kiểm tra chụp chích nghiền dắt sản phẩm, kiểm tra độ kiệt của sản phẩm. Khi máy chạy các thông số đạt yêu cầu thì mình sẽ vệ sinh máy giao đi sản xuất. Máy test xong em, mình sẽ tắt máy. Sau khi máy vệ sinh sạch sẽ rồi, mình sẽ quấn bằng co và chuyển ra xe để giao đi sản xuất. Máy này cũng khá nặng nên nhờ những anh em thợ hỗ trợ khiêng máy lên xe. Chừng chúng. Máy được giao cho người sử dụng nha, này sẽ chở tỉnh Tiền Giang.